các em. Hôm nay các bạn ấy sẽ chơi trò chơi chiếc nón phì diều với rất nhiều những các ô ở đây các em ạ. Các ô ở đây có cái ô là hát một bài, khóc hu hu, ăn kẹo, cù lách, cười ha ha, búng tay và bôi son các em ạ. Có hai ô ăn kẹo nha. Bây giờ chúng mình sẽ ưu tiên bạn em bé trước nha. Ưu tiên em sữa quay trước, xong rồi đến anh kem và đến bạn ốc nha. Bây giờ em sữa quay đi. Bây giờ từ búng tay, bây giờ từ bôi son. Nào em sữa quay đi nào. Ăn kì hay là gì? Nào em sữa quay vào ô gì đấy các anh ơi? Vào ô búng tay rồi hay ăn kẹo? Ăn kẹo. À em sữa được chọn kẹo đi. Chúng mình có 5 hộp kẹo ở đây, màu sắc khác nhau. À, bây giờ con được lấy màu gì? Cam. Anh kem lấy màu cam cho em. Em chọn màu cam. Bây giờ đến lượt em quay, anh kem quay nào. Em sữa được ăn kẹo rồi. Cười ha ha. Là anh kem cười ha ha đi. Hãy cười ha ha chứ. Chưa được, anh kem phải cười ha ha. Đúng, mình phải cười đấy. Ha 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 ha. Được rồi, bây giờ đến lượt bạn ốc quay. Bạn ốc vướng vào ô gì đây? Wow. Bạn ốc đã quay vào ô bôi son. Bây giờ bạn kem bôi son cho bạn ốc nào. Sữa ơi, mình chỉ ăn 1-2 viên thôi con, rồi mình đậy lắp vào để mình còn chơi tiếp. Mẹ bóc được. Con rút ra là được. Xoáy lên. Đấy, bây giờ bạn kem sẽ bôi son cho bạn ốc nha. Sợ nhà nho đúng không? Con bôi son cho ốc một tí nước mà môi sẽ đôi ra cho. Rồi con xoáy xuống con lấp vào. Nếu con sẽ bôi son cho ốc một. Bây giờ đến lượt bạn sữa quay đi con. Một mặt cờ của nước Nga. Bây giờ đến lượt bạn sữa quay nào. Hân quay. Hân quay. Con quay đi. Sữa tập trung vào con nha. Cười ha ha. Bạn sữa quay vào ô cười ha ha. Bây giờ bạn sữa hãy cười ha ha đi. Không, phải cười to lên. Ha 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 ha. Nào bạn sữa cười đi. Bạn sữa cười đi nào. Tạm diệt. Bạn sữa nhỏ nhẹ quá, e thẹn quá. Bây giờ đến lượt anh kem quay đi con. Búng tay. Anh kem nó vào quay, mấy sữa búng mạnh lên con. Bây giờ đến lượt bạn ốc quay. Khóc hu hu. Rồi bạn ốc đã khóc hu hu rồi. Bây giờ đến lượt bạn sữa. Hân. Sữa quay đi con. Quay mạnh đi con. Hát một bài, yeah. Bây giờ bạn sữa hát một bài đi con. Hát bài gì tùy chọn cũng được, con thích bài gì con hát bài đấy. Hát cho các bạn nghe nào. Được rồi, bây giờ bé sữa ngồi thẳng người lên và hát cho các bạn nghe bài Bà ơi bà nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Anh hát cùng em đi. Sao biết bà vui. Hello. Bé sữa hát là rất là hay nha. Bây giờ đến lượt anh kem. Anh kem quay chiếc nón kỳ diệu nào. Anh kem mới chọn một trong 5 màu ở đây. Rồi anh kem chọn kẹo màu xanh nước biển. Bây giờ đến lượt bạn ốc quay. Cho em sữa một viên. À, bạn ốc là quay vào mô hát một bài. Bây giờ xin mời bạn ốc hát bài tùy chọn mà con thích nào. Bạn ốc sẽ hát bài gì con? Ốc sẽ hát bài gì? Được rồi, ốc sẽ hát bài một con vịt các em nhá. Các em cùng lắng nghe bạn ốc hát nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Bạn kem với bạn Hân hát cùng bạn ốc đi. Và hồ nước nó bị bà bị bóp.
Lúc lên bờ bãi canh cho cô. Hoan hô, bạn Đức hay quá, hay quá. Bây giờ đến đây bạn Sữa quay nào. Búng tay. Bạn Sữa bay quay vào búng tay rồi. Anh Kem búng mạnh lên. Chiu. Không nào. Bây giờ đến lượt anh Kem quay nào. Kem quay vào búng tay rồi. Bây giờ bạn Đốc phải búng tay bạn Kem đi. Úi giời, cả hai bạn để búng kìa. Cả hai bạn cứ vòng vòng nhau nhưng mà vẫn chưa đâu. Bây giờ đến lượt bạn Đốc quay. Bạn Đốc quay rất là tít nhé. Bạn Đốc nào ăn kẹo rồi. Bạn Đốc phải chọn màu mà con thích đi. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh nước biển, màu xanh lá cây và màu cam. Bây giờ đến lượt bạn Sữa quay. Sữa quay mạnh lên con. Ăn kẹo, bạn Sữa đang ăn kẹo rồi. Bạn Sữa ăn trước ở khi quay vào ô ăn kẹo rồi các em ạ. À. Bây giờ đến lượt bạn Kem quay nào. Cù lách à. Bạn ốc phải cù lách bạn Kem đi. Bây giờ đến lượt bạn ốc nào, bạn ốc quay đi. Cù lách. Gù lách rồi, bạn Đốc vào uống tay, gù lách rồi. Các con có buồn không? Bây giờ đến lượt bạn Sữa quay nào, chúng mình quay được mấy lần rồi nhỉ? 4 lần rồi đúng không con? Mình sẽ quay 5 lần. Bạn Sữa khóc hu hu kìa, bạn Sữa khóc hu hu đi. Bây giờ đến lượt bạn Kem quay nào. Quay mạnh lên con. Cù lách, yeah! Nào! Nào, bây giờ đến lượt bạn Đốc quay đi. Đốc quay vào ô ăn kẹo rồi. Bạn Đốc sẽ được ăn kẹo màu mà con thích. Bạn Đốc chọn màu cam đúng không con? Bây giờ sẽ là lượt quay cuối cùng của chúng mình nha. Bây giờ bạn Sữa quay đi. Bạn Sữa hôm nay Chí quay vào ô ăn kẹo hay là cười ha ha con? Bạn Sữa quay vào ô cười ha ha rồi. Bạn Sữa hãy cười ha ha đi. Con Sữa xanh hết rồi. Ha ha. Ui, bạn ơi, Sữa thè nước cho các bạn xem nào. Nếu bạn Sữa xanh lè luôn nhá. Bây giờ đến lượt bạn Kem quay nào. Kem quay đi. Khóc hu bạn Kem. Bây giờ đến là bạn Đốc vòng quay cuối cùng nha. Cũng khóc hu. Hôm nay các con chơi có vui không? Vui. Video của chúng mình đến đây là hết rồi. Chúng mình chào tạm biệt các bạn đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh Bé Kem Bé Sữa để xem video mới hàng ngày nha. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.